Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội thảo luận về lĩnh vực nội chính. Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, hôm nay đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ông bà đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đã tham gia phiên thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Báo cáo của các cơ quan nội chính và báo cáo thẩm tra của các cơ quan quốc hội cho thấy năm 2023 về cơ bản tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nhiều nhiệm vụ chỉ tiêu quốc hội được thực hiện tốt, một số nội dung vượt chỉ tiêu. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Chính phủ đề xuất quốc hội tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về mặt pháp luật có liên quan, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, phân bổ nguồn lực và tổ chức công tác giám sát và tăng cường nguồn lực xây dựng lực lượng công an nhân dân. Toàn ngành kiểm sát đã kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết trên 168.500 nguồn tin về tội phạm, bảo đảm 100% trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được kiểm sát. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị Quốc hội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện chính sách hành sự, xử lý tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, chức vụ, bảo đảm yêu cầu vừa nghiêm trị vừa khoan hồng, phân hóa, tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả. Về công tác phòng chống tham nhũng, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chính phủ cần tổng kết, đánh giá, nhận diện đầy đủ các hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó xác định rõ nguyên nhân chủ yếu và đề ra giải pháp đột phá để phòng chống có hiệu quả, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm phòng chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật. Ngày mai, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023 và dự án luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Các cấp, các ngành phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, qua đó khơi dậy được tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Đây là chỉ đạo của đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại hội nghị nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân diễn ra chiều nay. Sau khi nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và ý kiến tham gia góp ý của các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân phải cụ thể, chi tiết đến từng công việc, đảm bảo dễ triển khai thực hiện, nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm, qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, khát vọng dân tộc và tinh thần Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các cấp, các ngành phát động đợt thi đua cao điểm hướng về xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ sau về lịch sử hào hùng của lực lượng vũ trang và của dân tộc Việt Nam, truyền thống văn hóa, lịch sử của Vĩnh Phúc. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành giám sát kết quả giải quyết trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, đồng chí Nguyễn Trung Hải,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước và sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, cử tri trong tỉnh đã có ý kiến kiến nghị 64 vấn đề thuộc các lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, tài chính, xây dựng, kế hoạch và đầu tư, công thương, lao động thương binh và xã hội, văn hóa thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông, nội vụ, lĩnh vực quân sự. Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của cử tri và chỉ đạo các sở ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện tập trung giải quyết. Đến nay, các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết, trả lời, cung cấp thông tin xong đối với 37 kiến nghị, đạt 58%. Đồng thời, đang tiếp tục giải quyết đối với 27 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tiếp thu ý kiến các đại biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn làm rõ nguyên nhân dẫn đến một số nội dung giải quyết thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh chưa hoàn thành và giao lãnh đạo các sở ngành phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện thành phố giải quyết dứt điểm những kiến nghị của cử tri chưa giải quyết xong thuộc thẩm quyền. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện nâng cao hơn nữa trách nhiệm giải quyết trả lời kiến nghị cử tri của cơ quan đơn vị được giao theo thẩm quyền, bảo đảm việc giải quyết trả lời kiến nghị cử tri thẳng thắn, chính xác, rõ kết quả, tiến độ thực hiện. Đồng thời chỉ đạo các sở ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tập trung giải quyết dứt điểm những nội dung kiến nghị kéo dài. Theo dõi, nắm bắt việc thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri trên thực tế để kịp thời cập nhật thông tin, báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Hội đồng nhân dân và cử tri. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hải đề nghị tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị của cử tri ở địa phương nơi đại biểu ứng cử. Sáng nay, Ban chỉ đạo đề án 06 tỉnh về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tổ chức ra mắt mô hình điểm thực hiện đề án 06, triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại khách sạn, căn hộ, biệt thự, nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, nhà trọ, nhà khách, nhà công vụ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo đề án 06 của tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh, trong thời gian qua, Ban chỉ đạo đề án 06 tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa các tiện ích của đề án 06 sớm đi vào cuộc sống. Trong đó, mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại các cơ sở kinh doanh lưu trú là một bước đột phá mới trong công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú. Để sớm triển khai nhân rộng mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tới tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tỉnh trong tham gia tập huấn phần mềm, bố trí hạ tầng, lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị. Quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm hiệu quả, an ninh an toàn và bảo vệ bí mật thông tin công dân, tuân thủ quy trình nghiệp vụ, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Phần mềm ASM được Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an triển khai từ ngày 27 tháng 2 năm 2023, kết nối với hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phát triển ứng dụng của thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Theo đó, các cơ sở kinh doanh lưu trú có thể sử dụng tài khoản VNeID quét mã cho khách hàng, phục vụ kê khai thông tin tự động mà không phải xuất trình các loại giấy tờ khác để xác định thông tin cá nhân. Ngay sau khi Bộ Công an triển khai phần mềm ASM, Ban chỉ đạo đề án 06 tỉnh đã giao Công an tỉnh hướng dẫn, tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú để triển khai thí điểm, bảo đảm mục tiêu yêu cầu đề ra, phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã có 57 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú đang sử dụng phần mềm ASM và sẽ nhân rộng trong toàn tỉnh thời gian tới. Sáng nay, Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ chủ chốt cấp xã và cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho các cán bộ lãnh đạo và cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đồng thời trang bị một số kỹ năng nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, không để lộ lọt thông tin, mất bí mật nhà nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ,
tránh để các phần tử xấu lợi dụng. Từ đó bảo vệ vững chắc tình hình an ninh nội bộ, giữ vững ổn định chính trị. Thưa quý vị và các bạn, với tổng điểm 77,95 điểm, tỉnh Vĩnh Phúc được Thanh tra Chính phủ đánh giá là tỉnh đứng đầu cả nước về công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Kết quả này thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là những nỗ lực hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Nhận thức sâu sắc quyết tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác này. Trong đó, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức đảng, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng tiêu cực. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ đảng viên trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thanh tra tỉnh là cơ quan chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ các cái văn bản về công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt là tham mưu thành lập cái tổ công tác để đánh giá công tác phòng chống tham nhũng và trực tiếp thực hiện kiểm tra hướng dẫn tại 6 đơn vị địa phương. Và các cơ quan địa phương thì thực hiện nghiêm túc các cái biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Các cơ quan khối nội chính thì thực hiện tốt việc phát hiện và xử lý tham nhũng và thu hồi tài sản phát hiện qua tham nhũng. Điểm số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của Vĩnh Phúc năm 2022 tăng 4 bậc so với năm 2021, từ vị trí thứ 5 lên vị trí dẫn đầu toàn quốc. Trong đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng đạt 18,51 trên 20 điểm. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đạt 23,27 trên 30 điểm. Việc phát hiện và xử lý tham nhũng đạt 26,17 trên 40 điểm. Đặc biệt, Vĩnh Phúc đạt 10 trên 10 điểm về thu hồi tài sản tham nhũng. Những kết quả này khẳng định quyết tâm lớn, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị của tỉnh trong phòng chống tham nhũng. Vừa rồi lại nghe tin chỗ Vĩnh Phúc mình mà lại là đứng hàng đầu trong cái công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay của toàn quốc ấy, thì đây là một điều vinh dự cho Vĩnh Phúc mà đồng thời cũng là gánh nặng cho Vĩnh Phúc. Vì một khi mình đã là phòng chống tốt rồi thì mình phải làm thật tốt, từ nay trở đi là mình phải làm tốt hơn nữa. Chứ nếu mình chỉ lấy thành tích thôi thì sau này như thế là nó sẽ mai mốt đi, sẽ làm giảm ảnh hưởng tới nhân dân. Mà tôi tin rằng Vĩnh Phúc ta đã làm tốt rồi thì ta sẽ làm tốt mãi mãi về sau này. Là một người dân thì chúng tôi đặc biệt tin tưởng về sự lãnh đạo của Đảng, các cấp của tỉnh Vĩnh Phúc. Và tôi cũng mong muốn làm sao mà cố gắng để mà phát huy những cái việc phòng chống tham nhũng của tỉnh mình. Quán triệt phương châm trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, Vĩnh Phúc tiếp tục quyết liệt trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến tham nhũng với tinh thần không nề hà, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Từ đó từng bước khắc phục tình trạng trên nóng, dưới lạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền các cấp trong sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chiều nay, huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2023. Tại hội nghị, đại diện nhân dân xã Trung Nguyên đề nghị huyện sớm bố trí kinh phí và triển khai thực hiện kè bờ sông Phan để xử lý sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tại khu vực di tích quốc gia Đền Chanh. Đại diện nhân dân xã Tể Lỗ đề nghị quan tâm chế độ chi thường xuyên của các chi bộ thôn dân cư. Đại diện nhân dân xã Nguyệt Đức đề nghị sớm giải quyết diện tích đất manh mún cho nhân dân, thực hiện cắm mốc giới giữa các diện tích đã thu hồi và chưa thu hồi để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý cũng như hoạt động sản xuất của nhân dân. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, ngay tại hội nghị, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc đã trả lời rõ những ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh thuộc thẩm quyền và tiếp thu toàn bộ những ý kiến, kiến nghị để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan liên quan tập trung xem xét, giải quyết đầy đủ, kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, cấp xã là nơi gần dân nhất, trực tiếp triển khai tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số ở cấp này có ý nghĩa quan trọng, qua đó giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chuyển đổi số đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp cán bộ cấp xã giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh hơn, người dân cũng không phải chờ đợi, tiết giảm được chi phí, thời gian đi lại. Nếu như trước, bộ phận một cửa các xã thị trấn có số lượng lớn công dân đến trực tiếp giao dịch, thì giờ đây đã giảm hẳn vì hầu hết người dân được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng. Tuyên truyền vận động và chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng của chuyển đổi số. Và bước đầu thì cái nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân về vấn đề chuyển đổi số trên địa bàn đã được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ các thủ tục hành chính được giải quyết trên dịch vụ công của tỉnh mức độ 3, độ 4 tăng cao. Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số từ cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, các sở, ban ngành, huyện, thành phố tiếp tục hướng dẫn các xã, phường, thị trấn sử dụng hiệu quả các phần mềm chuyển đổi số, thông tin, tuyên truyền, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức cấp xã, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã huy động được sức mạnh đại đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, góp phần tích cực tham gia xây dựng các làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Khu thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu thôn Vân Nam, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch đã khánh thành và đưa vào sử dụng có diện tích 6.000 m2. Đây là công trình khang trang, hiện đại với đầy đủ các hạng mục phục vụ tốt nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân. Bên cạnh nguồn đầu tư của tỉnh, nhân dân trong thôn đã đồng thuận ủng hộ tiền mặt, hiến đất, ngày công lao động, vẽ tranh bích họa và một số hoạt động khác với tổng giá trị đạt gần 800 triệu đồng. Riêng hộ gia đình ông Vũ Kim Đồng đã tình nguyện hiến hơn 900 m2 đất nông nghiệp để xây dựng khu thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu của địa phương. Gia đình tôi thì ở đây là có khoảng 1.001 m2 đất sử dụng lâu năm là để trồng, nói chung trồng trọt, trồng cây lương thực. Thế gia đình tôi cũng sẵn sàng thôi, cũng theo cái nghị quyết chung và mọi người đều thống nhất cả để văn hóa phát triển. Chúng tôi sẵn sàng hiến đất cho tất cả cho nhà nước để làm xây dựng nhà văn hóa. Còn tại thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, trong tổng số hơn 6.300 m2 diện tích khu thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu, 22 hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến trên 4.800 m2 đất để triển khai dự án. Có hộ gia đình hiến gần 1.000 m2 đất. Đặc biệt, 100% hộ dân trong thôn đã đồng thuận tự nguyện đóng góp 3 triệu đồng một hộ để hỗ trợ cho các hộ dân có đất phải thu hồi, xây dựng thiết chế văn hóa. Mỗi đảng viên trong chi bộ đảng thôn Hòa Bình đã tự nguyện đóng góp ủng hộ 1 triệu đồng trở lên để chung tay xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Tôi là những người nông thôn, là sống trên nhà, trên đồng ruộng. Nhưng trước cái sự phát triển của xã hội để con em sau này có những cái nơi coi như vậy là sinh hoạt, tạo nên những cái cộng đồng vui vẻ, giao lưu văn hóa văn nghệ, học hỏi lẫn nhau trong coi như vậy để làm cho bà con phấn khởi xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nên tôi sẵn sàng thì cứ như thế 941 m2 để địa phương có mặt bằng giải tỏa để cho nhà thầu vào thi công. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong các cấp, ngành và nhân dân, huy động mọi nguồn lực xã hội chung sức tham gia xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, dù được triển khai trong thời gian ngắn từ đầu năm 2023,
Nhưng đến nay, Vĩnh Phúc đã có gần 30 khu thiết chế văn hóa thể thao của các làng văn hóa kiểu mẫu được khánh thành và đưa vào sử dụng. Cùng với nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh, việc triển khai xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tại các địa phương đã huy động được sức mạnh đoàn kết, đồng thuận tham gia và tích cực ủng hộ, đóng góp của nhân dân. Với cái vai trò trách nhiệm của mình, thì Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tập trung vào thực hiện các cái nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trọng tâm là công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa trong công tác xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu và phát động cái phong trào ủng hộ, đóng góp tiền, cơ sở vật chất và công sức và phong trào hiến đất để tham gia xây dựng các cái khu thiết chế văn hóa của các cái làng văn hóa kiểu mẫu. Phát huy những kết quả bước đầu trong xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Bình Xuyên có dấu hiệu gia tăng tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển mô tô, xe gắn máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt bô, rú ga, đem theo hung khí trên các tuyến đường, làm mất an ninh trật tự, thậm chí gây tai nạn giao thông cho người đi đường, gây bức xúc trong nhân dân. Công an huyện Bình Xuyên đã huy động nhiều lực lượng, đồng loạt ra quân, quyết liệt xử lý. Công an huyện Bình Xuyên đã xây dựng kế hoạch thành lập các tổ công tác bao gồm các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tăng cường tổ chức tuần tra, chốt điểm, vây giáp để kịp thời phát hiện, khống chế nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô, xe gắn máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, đem theo hung khí gây rối an ninh trật tự. Lãnh đạo công an huyện đã tăng cường lực lượng, huy động nhiều lực lượng tham gia để thành lập các chốt điểm để vây giáp, ghi hình, phạt nguội để kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm. Chỉ trong buổi tối ngày 15 tháng 11, Công an huyện Bình Xuyên đã lập biên bản xử lý 11 vụ việc, trong đó có 15 đối tượng là thanh thiếu niên, không đội mũ bảo hiểm, không đem theo giấy tờ, đi xe lạng lách đánh võng với tốc độ cao trên đường. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý, thu giữ xe để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Mô hình này luôn duy trì thường xuyên để coi như vậy làm sao mà cái công tác an ninh trật tự ở khu này nó ổn định hơn. Vì thực sự là trong thời gian vừa qua là tôi thấy xe cộ ở đường rồi thì thanh niên nam nữ là đi xe cộ nó không có coi thể luồng làn gì. Rồi thì đầu không gương không mũ rồi nhất là cái bọn xe lổ to phân khối lớn nó đi gây tai nạn cho người khác. Cũng trong thời gian này, Công an huyện Bình Xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn tham gia giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia gây ra. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, thành lập chốt kiểm tra về nồng độ cồn, có nhiều trường hợp lái xe điều khiển phương tiện có biểu hiện vi phạm về nồng độ cồn, quay đầu xe bỏ chạy hoặc điều khiển phương tiện rẽ sang hướng khác. Khi phát hiện những người có dấu hiệu vi phạm, chúng tôi tiến hành dừng phương tiện, dùng biện pháp ghi lại hình ảnh, tuyên truyền vận động người điều khiển phương tiện, hợp tác kiểm tra về nồng độ cồn. Đối với những trường hợp mà không chấp hành, chúng tôi sẽ ghi nhận lại hình ảnh và kiên quyết xử lý, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Thời gian tới, Công an huyện Bình Xuyên tiếp tục tập trung lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, ghi hình, phạt nguội, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển mô tô, xe gắn máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi sử dụng chất có cồn khi tham gia giao thông. Cơ quan công an rất mong các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, chủ động tham gia phát hiện, tố giác, cung cấp tài liệu cho lực lượng công an, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp đối với các trường hợp vi phạm. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.